thời chúng mình đang có khô. Còn khi mà để yêu thì bắt đầu yêu được ngày 26 tháng 1 năm 2019 là bắt đầu yêu nhau. Đẹp trai, sống tình cảm và rất là dễ thương, rất là kiểu chiều chuộng em. Lúc nào cũng lo lắng cho em này, xong rồi là lúc nào cũng sợ em dỗi, mỗi khi dỗi là thì nào cũng làm cho em hết dỗi. Thỉnh thoảng thì cũng có những cái cãi vã nhưng mà sau rồi thì cũng cùng nhau vượt qua và cho đến ngày hôm nay có một đám cưới hạnh phúc như thế này. Khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường bao giờ thì sẽ tới. Qua cái sự tìm hiểu của cháu Trụ và cháu Hà đã chín mùi, hôm nay được sự nhất trí của hai gia đình ông Bảo Hùng và ông Bảo Chiến cùng với hai họ, họ nhà trai chúng tôi có cái lễ xin râu để cáo gia tiên đón cháu Hà về làm râu con ông Bảo Hùng và râu con cho họ của chúng tôi. Hôm nay hai họ làm lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi đại diện gia đình họ Ái xin trân trọng kính mời các cô, các ông, các bà, cô thì chú các bác, con trai hai họ cùng bạn bè năm bốn hạnh phúc của hai cháu uống nước hút thuốc trên đầu mừng hạnh phúc hai cháu. Qua ý kiến của các cụ gia đình nhà trai, gia đình họ gái chúng tôi chấp nhận lễ xin dâu của các cụ gia đình nhà trai xin hạnh phúc hơn. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc nãy. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng con.
công chúa đẹp nhất đêm nay. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Oh, ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời. Trải qua rất là nhiều những khó khăn và có nhiều những kỷ niệm hạnh phúc, nhưng sau tất cả thì đến ngày hôm nay hai bạn cũng đã tìm thấy được cái đích, và mình tin là sau này dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa thì hai bạn vẫn sẽ cùng chặt tay nhau vượt qua những khó khăn đó. Thì ngày hôm nay mình có chuẩn bị một món quà nho nhỏ, tuy là nó không quá lớn về mặt sáng nhưng mà có rất là nhiều hy vọng cũng như tình cảm của mình dành cho hai bạn. Mong là hai bạn sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Dù sau này cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều thay đổi, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ mãi là những người bạn tốt. Sau tất cả, một hành trình khép lại, một hành trình mới lại mở ra. Xin được chúc hai bạn hạnh phúc trăm năm. Xin cảm ơn món quà của bạn Thủy rất nhiều. Và một lần nữa đám cưới trong ngày vui ngày phúc hôm nay. Và như vậy là gia đình chúng tôi hôm nay thực sự chẳng phải mơ, sau hiện rể thảo đã sánh kề bên nhau. Thì trong năm chỉ có một ngày chỉ có một giờ. Đến bây giờ đã đến giờ chúng phái đoàn tôi xin đón cháu về để làm lễ thành hôn. Vậy xin kính mời các cô, công các bà cùng toàn thể hôn họ nhà gái về hôn trường họ nhà trai chúng tôi để mừng hạnh phúc cho các cháu.
sau một thời gian tìm hiểu được sự nhất trí của hai gia đình, chính quyền, các cơ quan đoàn thể, hôm nay ngày này tháng tốt, hai họ làm lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi đại diện gia đình họ gái xin chân thành cảm ơn các cụ gia đình ở đây đã dành cho đoàn gái đến tôi tình cảm thông gia hai nhà như một. Kính thưa các cụ gia đình họ đai, cháu Hà, cháu gái của chúng tôi còn trẻ người non dạ, hôm nay cháu đi lấy chồng. Đại diện gia đình họ gái chúng tôi xin cho cháu được làm dâu qua các cụ gia đình nhà đai, xin cho cháu được hưởng phúc phận ngày chồng, xin cho cháu nước chảy trong lòng thuyền xuôi ngược về, mong hai cháu sống rốt hiền rể thảo, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc vuông tròn, chúc hội hôn mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, công các bà cùng toàn thể hội hôn và bạn bè của hai cháu, qua cái sự tìm hiểu của hai cháu đã chín mùi. Hôm nay hai cháu đã quyết tâm xây dựng hạnh phúc trăm năm và được sự nhất trí của hai gia đình cũng như hai dòng họ. Hôm nay gia đình ông bà ông Hùng và ông bà ông Chiến chọn ngày lành tháng tốt để mừng hạnh phúc cho các cháu. Thì bác chúc các cháu sống thật hạnh phúc và sớm có cháu mong cháu bé. Và tôi chúc cho toàn thể hội hôn các cụ cô các bà mạnh khỏe hạnh phúc. Gió lớn cũng phải sợ, cho nên là cứ vợ chồng nắm chặt tay nhau,
bên nhà nhìn nhau, cùng nhau cố gắng để mọi chuyện em nghĩ là có thể vượt qua hết. Quyền em sau này là mong muốn là có một bạn gái và một bạn trai. Chồng em thì là thích con gái trước. Và con gái thì bọn em cũng đặt tên, tức là cũng chưa đặt tên chính thức nhưng mà đã đặt tên gọi giả ở nhà. Bạn gái thì tên là Cherry, còn bạn con trai thì tên là Tony. Trước hết thì em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến các bạn ông, các cụ, các bà, các con bên nhà họ gần xa đã đến chung vui, chúc phúc cho gia đình của em. Thứ hai là em xin gửi lời cảm ơn tới ông bà, cha mẹ, người đã gọi là nuôi nấng, sinh thành nuôi nấng chúng em và dạy dỗ chúng em để chúng em trở thành như ngày hôm nay để đến được với nhau. Và tiếp theo là thứ ba là em gửi lời gọi là cảm ơn đặc biệt đến vợ của em. Mặc dù trong quá trình yêu đương của bọn em, chúng em rất nhiều cãi vã, rất nhiều gọi là những cái mâu thuẫn bất đồng, nhưng mà vợ em luôn là người tha thứ và bọn bà tha thứ và có tấm lòng vị tha rất là lớn để chúng em, để cho em cơ hội và cũng để cho em xây dựng tổ ấm của chính mình như chính của vợ em. Tiếp theo nữa là em xin gửi lời cảm ơn tất cả đến cô dì, chú bác đã giúp đỡ em trong quá trình tổ chức hôn lễ. Và em xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã góp thời gian để đến chung vui chúc phúc cho gia đình của em. Ngoài những lời chúc của chồng em gửi tới các ông bà, cô dì, chú bác và đặc biệt là từ bố mẹ đã cho bọn em một cái đám cưới thật là hoàn hảo và một cái đám cưới rất là hạnh phúc như ngày hôm nay, thì em cũng cảm ơn tới chồng em, cảm ơn tới cảm ơn cậu đã luôn chiều chuộng và chiều nhìn tớ và cảm ơn tất cả các bạn và các cậu đã hôm nay hôm qua cũng như hôm nay đã đến chung vui với bọn tớ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.